Alo, chào cả nhà nha. Thì Phong Lê đang chạy lân tân ngoài đường thì thấy cái này quá đẹp. Phong Lê dưới theo, đang dưới theo để mọi người xem nha. Chờ đón xem nha cả nhà. Cái này lạ lắm. Đây là cái clip đầu tiên mà Phong Lê chạy xe ngoài đường. Phong Lê thấy cái này hay, Phong Lê quay lại cho các bạn xem nha. Thì trên đường đang chạy lân tân nè, thấy cái biển số xe này đẹp quá, gắn trên cái con diêm này nữa, con diêm này diêm quyền lợi nha, diêm lùng đó, biển số rất là đẹp nha cả nhà. Biển số là 66F3 tứ quý sáu nha cả nhà, thì đẳng cấp 66F3 tứ quý sáu. Hai bác này chạy nhanh quá, hai bác này chạy hơi nhanh, con Lê chạy theo đó cả nhà, thấy không, 66F3 tứ quý sáu, biển số quá đẹp quá chắc. Hai bác không nhận, bác chạy nhanh thiệt, bác cũng lớn tuổi luôn, bác chạy quá nhanh đó. Rồi dừng lại xíu, kéo lên, kéo gào lên xíu, quay lại cho cả nhà xem kỹ hơn cái biển số xe nha, rất là đẹp, biển số rất là đẹp. Phong Lê đang chạy tương tương trên đường, Phong Lê thấy cái quay lại liền cái nhà đó, 66F3 tứ sáu, biển số rất là nâng cấp nha cả nhà. Đẹp không cả nhà, quá đẹp luôn, hết sức nói.